Đấy, Đức Phật đã dạy rằng những con người phóng túng như vậy là những kẻ ngu si thiểu trí. Còn các bậc trí thì giữ hạnh không phóng túng như giữ tài sản quý, nên đạt đến niết bàn bất tử. Rồi bậc đạo sư đã nói lên hai bài kệ: Pama Dhamma Nuyun Chanti, vân vân. Khi pháp thoại chấm dứt, có nhiều người đã chứng quả dự lưu. Chánh văn Tham mắt bà đã 26. Pama Dhamma Nuyun Chanti Bà là Mê Thị Nô Chắc Nà Áp Bạc Mà Đành Chắc Mê Thà Quỳ Thà Năng Sát Thằng Quá Rắc Khách Tị Thầm Mạc Bạc 27 Mà Bạc Mà Đá Mạc Nú Dùng Chị Chề Thạ Mà Cà Mà Rá Tích Sàn Thạ Hoàng Áp Bạc Mạc Tô Hị Chà Dành Tô Bạc Bồ Tị Bí Bụt Lăng Xúc Khẳng Thích Văn Bạc Mà Đá Mạc Nú Dùng Chành Tị Hợp âm Bạc Mà Đăng Ánh Nú Dùng Chành Tị Bạc Mà Đăng Đối cách số ít của danh từ nam tính Bát Ma đó là sự dễ vui, sự phóng túng, sự buông lung. Ánh nội dung chanh tí thì hiện tại ngôi thứ ba số ít của động từ ánh nội dung chát tí do từ ánh nước cộng căng gút cộng em ấy. Em á. Nghĩa là bắt tay vào, lao vào, liên kết với, sống theo. Ba là chủ cách số nhiều của danh từ nam tính ba lá. Là những kẻ ngu, những kẻ ngâm cuồng. Dumme Thino, chủ cách số nhiều nam tính của danh từ họ ấy. Dumme Thi, do từ Đúc, cộng Mê Thế Hát, cộng Y. Là thiểu trí, không sáng suốt, thiếu khôn ngoan. Chana, chủ cách số nhiều của danh từ nam tính Chana, là dân chúng, quần chúng, những con người. Abadma Đành Chắc, hợp âm Abadma Đành Chắc. Appama đằng đối cách số ít của danh từ nam tính Appama đó do từ na cộng Appama đó sự không dễ vui, sự không phóng túng, sự không buông lung. Medhawi chủ cách số ít của danh từ trung tính Medhawi là bậc trí, người sáng suốt, người khôn ngoan. Tha năng chủ cách số ít của danh từ trung tính Tha na là tài sản của cải. Sách thằng đối các số trung tính của tính đối các số trung tính của tính tự sách tha nghĩa là cao quý, cao cả, quý báu nhất. Ý quá bất biến từ tỷ dạo ví như như là rakhati thì hiện tại nguyên thứ ba số ít của động từ rakhati căn rakha cộng a là giữ gìn, hộ trì, bảo vệ. Mà bất biến từ nghĩa là đừng, chớ có. Anh dùng chề thắt, khả năng cách, atano pada, ngôi thứ ba số ít của động từ, anh dùng chati, là bắt tay vào, lao vào, liên kết với, sống theo. Kamaratisan thắt hoàng, đối cách số ít của danh từ hợp thể. Kamaratisan thắt hoàng, do từ kamat, cộng rati, cộng sanh thắt hoàng. Là sự đắm say dục lạc, sự quyến luyến dục lạc. Abhamatto, chủ cách số ít nam tính của tính từ Abhamatta, do từ na cộng Abhamatta là không dễ vui, không sao lãng. Hi, bất biến từ, thật vậy, bởi vì. Chayanto, chủ cách số ít và số nhiều của hiện tại phân từ Chayanta, do từ cơ bản Chana. Cộng anh ta đã đang hành thiền, đang thiền. Bắp bồ tí thì hiện tại ngôi thứ ba số ít động từ bắp bồ tí. Hình thức giảng được từ động từ bắp bút na tí do từ bắt cộng căng áp là đến nơi chứng đắc đạt được. Quý bút lăng đối các số ít của tính từ quý bút lăng là rộng lớn, bao la. Xuất khăn, đối các số ít của danh từ trung tính xuất khắc là sự an lạc, sự an vui, hạnh phúc. Việt văn, pháp cú 26. Chúng ngu si thiếu trí,
sống lăng xả phóng túng. Người trí không dễ vui, như giữ tài sản quý. Pháp 27. Chớ lăng xả phóng túng, chớ đắm say dục lạc, không dễ vui thiền định, đạt được an lạc lớn. Chuyển văn. Pala dumedino chana pháp mà rằng anh dùng chân tí mê thao quỷ mê thác quỷ chắc áp bạc mà đằng rắc khách tí sách thằng thả năng ý quá là những con người cuồng ngông thiếu trí lao vào cách sống phóng túng, còn bậc trí thì giữ cách sống không dễ vui như giữ tài sản quý. Mà bạc mà đằng anh dùng chề thác mà cà mắt rắc tí sành thác hoàng anh dùng chề thác áp mắt tổ hi cha dành tổ quý vô lăng xuất khăn áp bồ tị. Chớ có sống phóng túng, chớ có đắm say dục lạc. Thật vậy, người tu thiền không dễ vui sẽ đạt được hạnh phúc lớn lao. Lý giải. Trong hai bài kệ này, bài kệ trước Đức Phật mô tả hai cách sống của người trí và người ngu. Người ngu có cách sống phóng túng dễ vui, không biết kiềm chế hành vi lời nói của mình, trăn tráo không hổ thẹn như đám người trong câu chuyện, tự do nói thô tục chửi mắng bất cứ ai họ gặp là vì ngày lễ hội. Người trí thì biết hổ thẹn ngượng ngùng nên luôn giữ cho mình nếp sống chừng mực, không dễ vui phóng túng, tựa như một người giữ gìn tài sản quý báu vậy. Cũng nhân sự việc này, ở bài kệ sau Đức Phật dạy thêm pháp tu tập cho hàng đệ tử. Chớ có sống dễ vui, chớ có đam mê dục lạc, phải chuyên cần thiền định. Vì người có chánh niệm tỉnh táo trong mọi hành động, người ấy sẽ đạt được an lạc lớn. Câu nói appamatto hi chayanto appavoti vipulang sukham, không dễ vui thiền định đạt được an lạc lớn. Chú giải đã giải thích là upatissasattita ya hi appamatto chayanto ukalo vipulang utla rằng nibbana sukham babunati, nghĩa là người an trú niệm là người không dễ vui, là người tu thiền, người ấy sẽ chứng được lạc niết bàn lớn lao tuyệt hảo. Như vậy an lạc lớn vipulang sukham tức là lạc niết bàn, nibbana sukham. Biên soạn giáo trình tùy theo tệ siêu. Sau đây con xin được đọc bạch thỉnh pháp sư. Thời Đức Phật viên thành chánh giác, gẫm đạo màu diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hậu Phật tâm thành cầu xin. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mãn túc khai qua, mong ngài chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đóa vương cao đóa lạ mặt hồ, đóa còn tận đáy vùng nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm thiên vẫn vi trần phụ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời, pháp vương im lặng nhận lời, về vườn lộc giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tự thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, hoằng khai giáo pháp mở đường độ sinh. Bởi cớ tích sự tình ngày trước, đại phạm thiên mãi được tán dương, kính thành dân cúng qua hương, thỉnh ngài thuyết pháp noi đường từ bi. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Chúng con cung thỉnh và thượng tề sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay.
Namobuthaya, Namothamaya, Namosankhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tân, cùng Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học Pali Pháp Cú, tiếp tục cái phẩm Không Dễ Vui, bài kệ số 6 và số 7 của phẩm Không Dễ Vui. Phẩm này có tất cả là 12 bài kệ và 9 duyên sự. Ở cái bài kệ số 6, số 7 trong phẩm này, thì nhân cái sự kiện cái ngày lễ hội ở tại Savatthi, người ta có cái ngày lễ thác loạn, có nghĩa là họ được tự do thoải mái nói bất cứ cái lời lẽ thô tục nào và với bất cứ ai mà không có bị bắt lỗi, không có bị trừng phạt. Đừng có nói chi là cái thời xưa, cái thời đại cũng vậy thưa quý vị. Một khi có những người ngu si thiểu trí, họ cũng sống cái đời sống hống dẫn như vậy. Nhưng cái tiệc vui sinh nhật hay là tiệc cưới ở phương Tây thì chắc có lẽ là họ còn giữ được cái văn hóa chút, nhưng mà họ cũng có cái cách dễ vui khác. Còn như ở tại Việt Nam đó, thì thưa quý vị, nhiều khi ở trong một phường, một xóm hay một xã, nhà này hay nhà kia, vào cái ngày lễ sinh nhật hay là lễ gì đó, họ tổ chức ca hát, họ mở loa lớn lên, họ la, họ hét, làm cho ồn ào, gây cái sự khó chịu cho làng xóm. Nhưng mà nhà nào cũng dễ vui như vậy. Đó là cái lối sống của những con người mà Đức Phật này gọi là Bà La Đâm Mê Thí Nô, là những người ngu si thiếu trí, bởi vì họ không có cái sự nhận thức được là họ phải bị già, bị bệnh và phải bị chết. Họ không có nhận thức được rằng nếu họ sống dễ vui buông lung như vậy, cái tâm của họ hướng về cái pháp bất thiện thì họ sẽ phải bị khổ đau sau khi mệnh chung. Họ không ý thức được như vậy, cho nên những cái cuộc vui họ lợi dụng vào cái cuộc vui đó mà họ sống buông thả, sống phúng túng, gọi là Pama Đạt Mạnh Duyên Trần Trí. Trong khi đó thì
đối với người trí, tức là người có sự nhận thức. Một là họ thấy cái cách sống buông thả như vậy, phóng túng như vậy, nó chỉ là mất thời gian quý báu, không có làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho người khác. Quả thật vậy, người trí khi mà suy nghĩ thấy được cái cách sống dễ vui buông lung như vậy đó, không làm lễ cho mình cho người, thì bậc trí cảm thấy ngao ngán, cảm thấy chán nản cái cách sống đó. Cho nên bậc trí giữ cái nếp sống cẩn trọng, cái nếp sống không dễ vui, không bóng giật. Giống như là một người họ có tài sản quý, họ luôn luôn cẩn thận cất giữ, không có đem khoe khoang cho người khác biết là họ có tài sản, và họ không có đem tài sản đó hoang phí một cách vô ích. Người trí họ giữ cái hạnh sống giống như là giữ hạnh sống không dễ vui, cũng giống như là một người mà có tài sản quý mà họ giữ gìn cái tài sản quý vậy. Ở trong ngôi bài kệ thứ nhất đó, Đức Phật dạy hai ý nghĩa này. Nhân ghi duy sự đó, vì cái tết thoát loạn, cho nên Đức Phật dạy đối với người thiểu trí ngu si thì họ sống thoát loạn như vậy, sống dễ vui phóng dật như vậy, thì người Phật tử chúng ta, khi chúng ta là một người có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi tăng chúng, có niềm tin nơi Tam Bảo, và chúng ta sống một đời sống tốt đẹp, thanh tịnh, thì chúng ta phải giữ cho mình một cái nếp sống có nguyên tắc và nếp sống không dễ vui. Cái sự không dễ vui ở đây đó, nó có nhiều ý nghĩa. Một người sống không dễ vui tức là người có cái sự chuyên cần, không có lười biếng, không có biếng nhác. Thứ hai nữa, một người sống không dễ vui là một người sống không có làm những cái điều vô ích, mà chỉ sống theo những cái pháp có lợi cho mình, có lợi cho người khác. Người này rất quý cái thời gian, rất quý cái sự sống, sống để làm lễ cho mình, thì họ chuộng về cái nếp sống đó. Cho nên cái thái độ mà không có xem thường những cái thiện pháp mà bỏ qua không làm, không có xem thường những cái ác pháp bất thiện mà làm, thì như vậy cũng gọi là cái người không dễ vui. Trong cái nghĩa thứ ba đó, tức là một người sống không có lơ đễnh, không có thất niệm, luôn luôn có cái chánh niệm sát tí, tức là có cái sự ghi nhớ, biết mình
biết rõ cái hành động mình đang làm, biết rõ cái lời nói mình đang nói, biết rõ cái tư tưởng mình đang suy nghĩ, nhận thức biết rõ cái hành động, lời nói và tư tưởng đó nó thuộc về thiện pháp hay là bất thiện pháp, biết rõ cái hành động, lời nói, cái tư tưởng là nó đưa đến hạnh phúc hay là đưa đến sự đau khổ, biết rõ cái hành động, cái lời nói, cái tư tưởng đó được bậc thiện trí thức tán thán hay là bị bậc thiện trí thức trong đời chê trách, họ biết rõ. Thì một người có cái chánh niệm, có sự ghi nhớ, biết mình như vậy cũng gọi là cái người sống không dễ vui. Ở trong ba ý nghĩa đó, chúng ta phải hiểu cái danh từ Appamado hay là Appamatta, Appamato là chúng ta xài trong cái nghĩa đó. Nhưng ở bài kệ thứ hai đó thì Đức Phật ngài nhân cái sự kiện này sau khi ngài đã nói lên bài kệ thứ nhất, để nói lên cái thái độ sống của hai hạng người, người trí và người ngu. Xong rồi thì ở bài kệ thứ hai là ngài nhắm vào cái đời sống tu tập của người đệ tử, và ngài đã có cái lời khuyên mà pamada manujun chetti manujun chetha chữ etha ở đây đó là chia theo động từ cái thể loại atanupada, nhưng mà thể loại prasapada thì chữ anujun chaya hay là anujun chị dung, tức là phải sống hay là nên sống. Thì như vậy có nghĩa là ma pamada manujun chay giá, tức là chớ có sống dễ vui. Một lời khuyên chúng ta nên nhớ rằng khi mà xài khả năng cách á, một cái động từ khả năng cách ấy, thì có ý nghĩa là một cái lời khuyên, khuyên hay là một cái lời ngăn, ngăn cấm nếu có chữ ma ở trong đó. Học cái ly là chúng ta phải chú ý ở hai điểm. Cái động từ mệnh lệnh cách á, Pachami, thì cái động từ đó có cái ý nghĩa là cầu nguyện, ước vọng hay là ra lệnh. Cầu nguyện như là mong rằng, mong sao, nguyện cho. Còn ở đây khi mà xài động từ khả năng cách á, có nghĩa là có lời khuyên bảo phải hay là nên. Nếu có cái phân từ ma đó cộng với mệnh lệnh cách đó, thì có nghĩa là đừng, chớ có hay là không nên. Chúng ta phải xài thường thường ở trong các cái bản dịch đó, thưa quý vị, các vị dịch giả ít có sự chú ý cái nghĩa của các cái động từ, động từ hiện tại hay động từ quá khứ hay động từ vị lai, động từ mệnh lệnh cách, động từ khả năng cách, không có cái sự chú ý. Thật ra khi mà họ dịch cái bản kinh đó, có đôi khi
làm cho cái ý nghĩa Phật cô bị mất đi một phần nào cái giá trị. Vì khi mà Đức Thế Tôn ngài xài cái từ đó, ngài ở trong cái ngữ cách đó, là ngài có cái dụng ý. Cho nên chúng ta cố làm sao để chúng ta giữ nguyên vẹn cái tôn ý của Đức Phật khi mà ngài dạy cái điều này. Khi ngài xài mọi lệnh cách á, thì có nghĩa là ở đó ngài ra lệnh. Thí dụ như ngài cấm chế cái giới luật, thì Đức Phật này dùng mọi lời cách là hãy, hãy làm như thế này, đừng làm như thế kia, vân vân. Nhưng khi ngài thuyết pháp để mà khuyên nhắc, thì ngài xài khả năng cách, tức là nên thân cận với bạn lành, chớ thân cận với kẻ ngu, vân vân. Thì ngài xài mà lợi cách trong trường hợp đó, chứ không phải lúc nào cũng ngài xài khả năng cách trong trường hợp đó, chứ không phải lúc nào cũng xài mọi lợi cách, hay là lúc nào cũng xài khả năng cách. Ở điểm này đó, vì rằng là cái môn học Pali mà lấy pháp cú làm cái giáo trình, vì vậy cho nên chúng tôi nói hơi kỹ chút xíu cái vấn đề này. Vì nếu mà học Pali pháp cú, bởi vì cái lớp này là hậu thân của cái môn mà học văn phạm Pali, Pali phản ứng, vì do đó chúng ta chớ có sao lãng, chớ có bỏ qua những cái chi tiết về ngữ pháp, về văn phạm. Cho nên chúng ta mới nói, rồi sau đó chúng ta mới bàn về cái nghĩa lý ở trong cái việc tu tập. Thì thưa quý vị, ở trong bài kệ thứ hai đó, ở đây xài chung một cái động từ, tức là chữ ma, bà ma đăng anh luôn vui chê thác. Rồi câu sau đó thì ma kamarati santhavang anh luôn vui chê thác. Nhưng mà vì ở cái thể kệ, vì giới hạn trong cái khuôn khổ từ ngữ, cho nên cái câu thứ hai chúng ta thấy không có động từ anuyun về tha. Nhưng mà khi chúng ta hiểu và chúng ta dịch ra, thì chúng ta nên thêm một cái động từ anuyun về tha ở phía sau cái chữ thanh san tha quang. Câu đầu ma pa ma đá ma nu vui chê thác, tức là chớ có sống dễ vui. Ma ca ma ra tí sanh thần văn anh nu vui chê thác, có nghĩa là chớ có đắm say dục lạc. Thì tại sao mà chúng ta không có nên sống dễ vui, tại sao chúng ta không có đắm say dục lạc? Là bởi vì ở đây thưa quý vị, appamatto hi chayanto bappoti vipulam sukha. Bởi vì không dễ vui mà chuyên tâm thiền định đạt được an lạc lớn. Thường thì bây giờ chúng ta hay bỏ qua cái ý nghĩa này, bởi vì chúng ta cảm thấy không cần thiết
trong cái việc thiền định. Cho nên chúng ta bỏ qua. Nhưng mà như vậy đó có nghĩa là chúng ta sẽ tu tập không có tiến hóa, không có tiến bộ thôi. Trong hai bài kệ này thật ra đó, thì cái bài kệ thứ hai là tô điểm cho cái bài kệ thứ nhất. Bởi vì cái bài kệ thứ nhất á, khi mà Đức Phật nói rằng người trí là giữ cái hạnh không dễ vui như là giữ tài sản quý. Nếu mà dừng lại ở chỗ đó thì chúng ta không biết giữ như thế nào. Bài kệ thứ hai đó thì chúng ta nên hiểu rằng khi mà chúng ta sống thiền định có nghĩa là chúng ta sống với chánh niệm, tỉnh giác, thì chúng ta sẽ có được cái an lạc lớn. Vì cái cách sống mà thật sự gọi là appamatto, tức là không dễ vui, là sống không có quên mình. Chữ quên mình ở đây đó, ở trong tiếng Việt của chúng ta xài trong cái nghĩa tích cực và nghĩa tiêu cực cả hai. Thí dụ như một người mà họ hy sinh cho người khác, họ quên bản thân họ. Thí dụ như người ta nói vì nước quên thân, hoặc là quên mình vì người khác. Người ta cho rằng cái đó là cái đẹp, cái hình ảnh đẹp của một người bỏ thân mình, nghĩa là không có ích kỷ, bỏ quên thân mình để sống cho người khác. Nhưng mà điều này đối với đạo Phật thì Đức Phật càng dạy chúng ta là chớ có vì lợi ích nhiều cho người khác mà quên đi cái phần tự lợi. Tự lợi chứ không phải là tư lợi. Cũng cái nghĩa đó, nhưng mà cái nghĩa atattha, tức là lợi ích cho mình đó, thì cái điều này nó trong cái nghĩa Phật Pháp thì nó tốt. Thí dụ như chúng ta vì cha, vì mẹ mà chúng ta đi ăn cướp, đi ăn trộm để về nuôi cung phụng cho cha mẹ, hay là một người đi cướp giật, đi trộm cắp để lấy tiền về nuôi vợ con chẳng hạn, thì cái đó, đó là vì lợi ích cho người khác mà bỏ qua cái lợi ích của bản thân. Là bởi vì khi mà tạo ác nghiệp như vậy thì sau khi mình chết mình sanh ở cảnh giới khác thì cha mẹ không có đi theo để bên vực biện hộ cho mình, hay là vợ chồng con cái, những người mà chúng ta hy sinh cho họ đó, họ đâu có đi theo để họ nói với diêm vương hay là quỷ sứ dưới địa ngục họ nói rằng đừng có hành hình, đừng có xử phạt, đừng có làm khổ cho con cái của tôi, hay là chồng tôi, hay là vợ tôi. Bởi vì người này họ vì chúng tôi mà làm nên những ác nghiệp, hãy tha cho họ. Có thể nói gì được không? Khi mà tôn giả Sariputta ngài hỏi Bà La Môn Thanh Anh Chanh Đi về cái sự kiện này, khi mà ông ta sống một đời sống phóng dật dễ vui, ông ta nói rằng tôn giả Sanh Phất khi ngài đến thăm Bà La Môn Thanh Anh Chanh Đi là một người bạn cũ, thì hỏi ông ta lúc này ông ta sống có cái sự
chuyên cần, không có phóng túng chăng? Thì ông Tôn mới trả lời, làm sao ông đời sống người cư sĩ lại có thể không phóng túng được, không dễ vui được? Là bởi vì người cư sĩ còn có cha phải nuôi dưỡng, cần phải có, cần phải nuôi dưỡng mẹ, cần phải nuôi dưỡng vợ con, cần phải thù tạ cho bạn bè, cần phải đối diện với vua chúa, vâng vâng. Thì ngài Xá Lợi Phất nằm ở cảnh tỉnh này mới nói câu chuyện đó. Ngươi nghĩ như thế nào nếu một người vì cha, vì mẹ, vì vợ con mà làm, mà có cái cuộc sống phi pháp, làm những cái điều ác đức, thì sau khi chết sanh vô đường ngục, những người cha, người mẹ của nó có thể đi theo để biện hộ hay không, bên vực hay không? Thì ông Bà La Môn nói dạ không được. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài xác nhận được. Ngài nói do đó cho nên chớ có sống dễ vui, chớ có quên lợi ích của mình mà chỉ sống nhiều cho người khác. Chúng ta sống chừng mực, làm tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ, hay người vợ đối với chồng, hay là chồng đối với vợ, đối xử tốt với bạn bè, nhưng mà trong một cái khuôn khổ, trong một cái phạm vi thuộc về thiện pháp, trong phạm vi đạo đức. Cái điều nào mà chúng ta làm mà không có tổn giảm đạo đức, hay là làm điều đó mà không có mang cái ác nghiệp, thì chúng ta mới nên làm. Còn chúng ta không vì họ mà để chúng ta tạo cái ác nghiệp, cái đó là tự hại bản thân mình. Mình hy sinh làm cái ác nghiệp vì lợi ích cho người khác, thì cái điều đó đó, hiện tại thì người ta, xã hội họ có thể cho rằng là người này là người tốt, nhưng mà Đức Phật ngài đánh giá cái người mà vì lợi ích cho người khác mà làm các ác nghiệp đó, thì cái đó làm tự hại bản thân ở trong đời sau. Thì Đức Phật không khen chứ gì, là không tán thán. Bởi tôn giả Sư Rú Tá, bởi thế tôn giả Sư Rú Tá ngài nhắc cái đó xong, ngài nói rằng này Bà La Môn, Thanh Ni Chánh Ni, có nhiều nghề nghiệp khác mà có thể làm để nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con, mà những cái nghề nghiệp đó không có tạo nên ác nghiệp thì nên làm các cái nghề nghiệp đó. Cho nên ở đây đó, có những người họ có thể họ biện hộ, họ nói rằng sở dĩ mà họ sống dễ vui phóng túng, họ tạo nhiều cái ác pháp và họ không có thời gian để làm việc thiện, không có thời gian để mà tu tập, là vì họ phải nuôi dưỡng cha mẹ, hay là phải làm các cái bổn phận đối với vợ con, đối với chồng con, vân vân. Thì thưa quý vị, phàm phu chúng ta nói cho nghe như vậy đó, thì chúng ta là phàm phu với nhau, chúng ta thông cảm, chúng ta bỏ qua. Nhưng mà đối với bậc thánh như Đức Phật thì ngài không có chấp nhận điều đó, bởi vì Atananche Bijan Chenya Rakhayanang Surakhaytan, nếu biết mình là nơi thi uy nhất thì hãy khéo bảo vệ lấy mình. Mình phải bảo vệ chính mình cái đã, bởi vì trong cái cuộc sống luân hồi này, thưa quý vị, cuộc đời là cái quán trọ. Đây là cha, đây là mẹ, đây là vợ con hay là chồng con. Nhưng mà những người này là trong đời quá khứ, họ là những chúng sanh không, đâu phải luôn luôn lúc nào kiếp nào cũng là cha, là mẹ, là vợ chồng của mình đâu. Họ là những người khác, nhưng mà bây giờ họ sanh lại ở trong cuộc đời này, gặp nhau trong cái quán trọ cuộc đời, tức là ở trong một cái gia đình. Rồi tự nhiên chúng ta phải hy sinh cái đạo đức, hy sinh cái thiện pháp của mình để mà chúng ta
sống vì họ mà chúng ta tạo các ác nghiệp, thì khi mà chết đi rồi đường ai nấy đi, lúc bây giờ họ cũng đâu có nhớ gì tới mình, mà trong khi mình phải mang lấy cái hậu quả đắng cay do ác gì mình đã tạo. Nếu mà chúng ta phân tích cho kỹ thì chúng ta thấy rằng là cái việc làm của chúng ta, khi mà chúng ta sống đời sống dễ vui phóng dật, sống buông thả, thì cái đó là chúng ta tự hại mình. Chúng ta không có biện hộ rằng là tôi vì ai hết, chúng ta không thể biện hộ được gì. Đó mới gọi là người trí. Người trí thật sự là người khôn ngoan. Vì ở đây thưa quý vị, một người mà sống dễ vui là người không bao giờ đạt được cái an lạc lớn. Chỉ có người không dễ vui, tức là người này chuyên tâm thiền định, thì người này mới đạt được cái an lạc lớn. Ở trong chú giải của câu kinh Pháp Cú này nói rằng chữ biết vô lăng xúc khăn đó, an lạc lớn ở đây là chỉ cho niết bàn là xúc khăn, là hạnh phúc niết bàn. Bởi vì niết bàn là gì? Niết bàn năng parama xúc khăn, niết bàn là cực lạc, niết bàn là hạnh phúc tối thượng, cùng tổ, hạnh phúc cùng tổ. Bởi vì khi mà chúng ta sống, chúng ta hưởng thụ cái hạnh phúc của thế gian, như là hạnh phúc do hỷ tham đối với sắc đẹp thứ hay mùi thơm bị ngô xúc lạc, thì cái hạnh phúc của thế gian đó nó có vị ngọt nhưng mà nó có cái vị đắng, tức là nó đưa đến cái sự đau khổ trong tương lai. Và cái hạnh phúc của thế gian thì bao giờ cái hạnh phúc đó nó cũng là cảm thọ, thọ quẩn là vô thường, khổ. Còn trong khi hạnh phúc với bạn là chấm dứt cảm thọ. Hạnh phúc với bạn phải là một sự cảm thọ hạnh phúc, mà vì gọi là xuất khá là bởi vì hạnh phúc với bạn là lìa cái sự khổ nít đức cô, không còn sự khổ gọi là lạc. Chúng ta cũng ví dụ giống như là một người họ có sự sung sướng khi mà họ gãi đã ngứa, bị họ bị bệnh ngứa, cái họ gãi nó đã ngứa, thì cái sung sướng mà do đã ngứa đó là nó khác. Còn một người sống sung sướng bởi vì thấy người kia bị bệnh ngứa, đi ngồi đâu cũng gãi, còn bản thân họ thì không có ngứa, cho nên mặc dù họ không có trạng thái đã ngứa như người kia, nhưng mà họ nói tôi rất sung sướng là bởi vì tôi không còn cái trạng thái đã ngứa để rồi sau đó bị đau khổ. Cho nên khi mà nói đến niết bàn là hạnh phúc hay là lạc niết bàn thì chúng ta phải hiểu trong cái trạng thái đó, cái lạc của ngũ trần hay là lạc của thế gian đó, thì cái lạc đó, cái bề mặt, bề trái là sự đau khổ, bề mặt là thấy hạnh phúc nhưng bề trái là sự đau khổ. Còn đối với niết bàn là vì không có mấy cái thứ đó, không có tính cách tạm bợ vô thường, không có cái sự cảm thọ lạc để mà khổ, vì vậy cho nên mới gọi là thật sự hạnh phúc. Ở cái trình độ mà chúng ta hiểu biết được, chúng ta phân biệt được cái hạnh phúc của thế gian và hạnh phúc của niết bàn, đạt được thì chúng ta mới có thể hành và chúng ta đạt được.
Bởi thế cho nên khi mà mỗi lần chúng ta có cái sự hạnh phúc của thế gian, được khen hay là công thành danh toại, hoặc là chúng ta trúng số độc đắc, có được tiền bạc vân vân, thì lúc bây giờ chúng ta nên tự nhủ rằng đây chỉ là cái lạc của thế gian, cái hạnh phúc của đời. Chúng ta phải suy nghĩ như vậy để chúng ta không có sự đắm nhiễm. Còn khi nào mà chúng ta có cái chí hướng, chúng ta tu tập thiền định đó, chúng ta có chánh niệm luôn, khi chúng ta cảm thấy từ sáng cho đến chiều mình không có khởi lên tham sân si, không còn lỗi lầm, thì chúng ta nên biết đó là chúng ta thật sự sống lại. Nhưng mà chưa đâu, chúng ta chỉ mới có vắng mặt phiền não, và chúng ta lạc bằng cái sự hưởng thụ do cái hành động thiện pháp, chỉ vậy thôi. Như cái câu mà Đức Phật đã dạy rằng vui nhân mê ca tâm tí nành đã tí, tức là khi nghĩ đến ta đã làm được thiện, người đã sung sướng, thì cái sung sướng đó thì nó cũng hay hơn là một cái sự sung sướng hạnh phúc khi mà hưởng lại, hưởng sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc. Nhưng mà ngày nào mà chúng ta chứng đạt được quả vị A-la-hán, chấm dứt sanh tử luân hồi, lúc đó Puñña-pāpa-pahiṇassaṃ, tức là chúng ta từ bỏ cả thiện ác đó, ngay cả cái hạnh phúc của cái việc làm thiện chúng ta cũng từ bỏ luôn, thì lúc bây giờ chúng ta mới thật sự là hạnh phúc, tức là khi đó chúng ta niết bàn. Cho nên ở cái bài kệ thứ hai đó, thì ở đây là Đức Phật ngài chú trọng, ngài đặt nặng về cái vấn đề là đắc chứng niết bàn. Thì ở đây chúng ta có ba cái giai đoạn. Khi chúng ta nhìn thấy chúng ngu si thiểu trí ở đời, họ lao vào những cái cuộc vui, họ la hét, họ nhậu nhẹt say xỉn, hoặc là họ nói chuyện ồn ào, gân cổ lên để mà họ nấu cho thỏa mãn. Chúng ta thấy như vậy chúng ta chán, chúng ta nghĩ rằng đó là cái sống của người ngu si thiểu trí, vì họ sống phóng dật, sống dễ vui. Hễ mà chúng ta biết nhận thức được đó là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhất mà chúng ta có cái khuynh hướng tu tập rồi. Cái giai đoạn thứ hai đó là chúng ta không có sống dễ vui, không có đam mê dục lạc, và chúng ta chỉ thích thú trong cái việc mà chúng ta học pháp, hành thiện pháp mà thôi. Chúng ta vui trong cái việc bố thí giữ giới, thì như vậy đó cũng là cái sự hạnh phúc cao thượng hơn là cái hạnh phúc mà chúng ta lao theo dục lạc của trần. Thế nhưng chúng ta phải hiểu rằng ở cái giai đoạn thứ hai này chúng ta cũng vẫn chưa phải là hạnh phúc thật sự. Cái giai đoạn thứ ba đó là làm sao chúng ta sống không dễ vui là cái sự an trú chánh niệm. Khi một người an trú chánh niệm trong cái đề mục thiền quán, họ thấy từng cái sự sanh diệt của danh sắc, họ mới nhận ra là các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, các pháp là vô ngã. Khi mà đã nhận thức được như vậy thì họ tiếp tục
với cái tuệ quán, cho đến khi nào mà họ nhàm chán, họ thoát ly, họ ly tham được, lúc đó họ sẽ chứng đắc đạo quả. Mà khi chứng đắc được đạo quả có nghĩa là thấy được niết bàn, ngộ được niết bàn, thì lúc đó mới thật sự là an lạc, thật sự là hạnh phúc. Nhắc lại cái câu chuyện của tỳ kheo Nan Đá, là người em một cha khác mẹ với Đức Phật. Khi mà Đức Thế Tôn ngài về thành Cách Tỳ La Vệ, ngài tiếp độ Nguyên Thuộc, thì trong cái ngày đó Đức Vua Xuất Thôn Đánh Á đã cưới vợ cho Thái tử Nan Đá. Bởi vì sau khi Thái tử Siddhartha đi xuất gia và đã trở thành Phật rồi, thì bây giờ cái ngai vàng thừa kế sẽ do hoàng tử Nan Đá, là con của bà Di Mẫu Gotami. Thì khi Nan Đá trong cái ngày lễ thành hôn và cái lên ngôi, lúc đó Đức Phật ngài được mời vào hoàng cung cùng với chúng tỳ kheo để tham dự cái cuộc lễ cúng dường. Sau khi thọ thực xong, ngài trở về cái trú xứ ở ngoại thành, thì Nan Đá ôm bát tiễn chân Đức Phật đi. Nan Đá nghĩ rằng là khi ra đến cổng thành thì chắc Đức Thế Tôn ngài sẽ nhận lại cái bát để mình trở về hoàng cung, trở về nội cung. Nhưng ra đến đó Đức Phật ngài cũng im lặng, ngài cất bước. Thì hoàng tử Nan Đá vì nể trọng, kính trọng Đức Phật là một huynh trưởng cũng như là bậc thầy, thành ra không có dám lên tiếng. Đợi đến khi về tới cái chỗ trú ngụ là chùa Nirodha Rama, rồi mới Đức Phật ngài bảo rằng: này Nan Đá, ngươi nên xuất gia đi. Nan Đá đâu dám cãi lời, không dám cãi lời, và miễn cưỡng mà đồng ý. Đức Phật ngài bảo tôn giả Sariputta và chư tăng cho làm lễ xuất gia cho Nan Đá. Xuất gia xong thì tỳ kheo Nan Đá không có tu tập được, không an vui để tu tập được, vì cứ nhớ tưởng đến cái vị hôn thê là nàng Kalajani ở tại hoàng cung đang chờ đợi mình trở về, và tỳ kheo Nan Đá không thể nào yên tâm tu hành được. Khi đó vị này chán nản mới thổ lộ tâm sự với các vị tỳ kheo, muốn hòa tục thì các vị tỳ kheo khuyên giải mà không được, mới đến bạch với Đức Phật. Đức Phật ngài cho gọi Nan Đá vào và ngài hỏi Nan Đá lý do tại sao buồn bực, thì Nan Đá cũng đã trình bày như vậy. Đức Phật ngài mới dùng thần thông ngài dẫn cho lên cõi trời Đao Lợi để cho thấy cái sắc đẹp của các vị thiên nữ trên đó, và thấy cái đời sống hạnh phúc ở trên các cõi trời như vậy. Thì Nan Đá lúc bây giờ lại bị thu hút bởi các vị thiên nữ, cho nên Đức Phật ngài bảo rằng: nếu mà ngươi cố gắng tu hành, khi mà chết sanh lên cõi trời sẽ được làm chủ nhân của các thiên nữ này. Nan Đá trở về, được Đức Phật đưa trở về nhân gian và cố gắng tu tập, thì lấy cái hình bóng của thiên nữ đó để làm cái niềm vui, làm cái động cơ để mà nỗ lực tu tập. Và khi mà tu tập như vậy đó thì vẫn có cái niềm vui để mà tu tập,
Nhưng mà rồi bị các vị tỳ kheo cứ là châm biếm, nói rằng Nanda đá tu là tu mướn, hay tu để trở thành chủ nhân của các vị thiên nữ vân vân, tu đời sống phẩm hạnh như vậy thì nó đâu có giá trị gì vân vân. Thì kheo Nanda đá cảm thấy hổ thẹn, rõ ràng là cái niềm vui của thế gian đó, cái hạnh phúc của thế gian nó vẫn có một cái gì đó vướng mắc, vẫn có cái gì đó nó phiền muộn. Cho nên thì Tỳ Kheo Nanda đã dứt bỏ được cái sự tham muốn này, cái hỷ lạc này, và vận dụng trí tuệ minh sát để mà chứng quả A La Hán. Và khi chứng được A La Hán rồi thưa quý vị, thì lúc đó thì Kheo Nanda đã thật sự là an nhiên tự tại. Cho nên khi mà Tỳ Kheo Nanda đá trở về đảnh lễ Đức Phật, trở lại đảnh lễ Đức Phật, và xin Đức Thế Tôn ngài bỏ cái lời hứa trước kia đi, thì Đức Thế Tôn nói rằng hả, khi mà ngươi chứng được đạo A La Hán rồi thì cái lời hứa của Như Lai trước kia với ngươi ở trên cõi trời Đau Lợi kể như là không còn hiệu quả, không còn hiệu quả, không còn hiệu lực. Để tôi, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cần phải biết được, cân phân được cái nào là cái hạnh phúc giả tạm, cái nào là cái hạnh phúc tương đối, và cái nào là hạnh phúc tuyệt đối. Thì như vậy đó, chúng ta mới có thể đạt được cái lợi ích lớn. Cái đó cũng gọi là cái cách mà chúng ta sống không dễ vui, hoan hỷ trong cái sự không dễ vui. Cho nên ở trong hai bài kệ này nè, thì ở bài kệ thứ nhất á, Pamada Manujun Chanti Paladame Thino Chana Abamada Chame Thawi Thạch Năng Sếp Thăng Rakhiti. Thì chúng ta phải hiểu trong cái bài kệ thứ nhất đó, là chúng ta hãy là bậc trí để chúng ta giữ cái nếp sống không dễ vui, giống như là người ta giữ cái tài sản quý vậy đó. Rồi ở cái bài kệ thứ hai đó, thì chúng ta nhớ là cái sự không dễ vui thiền định là chúng ta phải có chánh niệm tỉnh giác. Và khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta sống thiền định như vậy, chúng ta mới đạt được cái hạnh phúc lớn lao, tức là niết bàn. Ý nghĩa bài kệ này như thế: nếu như một người có duyên lành, một người có cái trí tuệ sâu sắc và thật sự là chán cuộc đời này, thì khi mà đọc hai bài kệ đó ở trong cái bài kệ sau là sẽ giúp cho chúng ta có cái sự phấn chấn, và chúng ta có cái sự quyết tâm để chúng ta tinh tấn, chúng ta thực hành thiền định, đạt được an lạc lớn là an lạc niết bàn. Thì ý nghĩa bài kệ là như vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bài học hôm nay với hai câu hóa cúng như thế. Và hôm nay được biết là Hòa Thượng Chánh Đẳng không thể vào rung được, bởi vì thượng cũng phải đi xa. Nhưng nghe Đại Đức Từ Tri nói là có thỉnh Thượng Tổ Tân chia sẻ thêm cho cái phần sau, nhưng mà bây giờ lại có Thượng Tọa Tây Quyền nữa, thì xin hai vị, mỗi một vị chúng ta giảng dùm 30 phút để chia sẻ cái ý nghĩa của hai bài kệ pháp cú này. Để tùy theo mỗi vị chúng ta có cái cảm nhận như thế nào về cái nếp sống không dễ vui để mà đạt được cái an lạc lớn,
thì chúng ta có cảm nhận qua kinh nghiệm tu tập của mỗi vị, thì chúng ta có thể chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho các Phật tử chúng ta nghe. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú. Con kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Siêu đã giảng cho cái bài học hôm nay. Bây giờ con xin thỉnh Hòa Thượng nghỉ sớm. Còn thời gian còn lại thì chúng con và Thượng tọa Tuệ Quyền sẽ chia nhau thảo luận, cũng như là chia sẻ thêm cái bài học hôm nay, hai cái câu pháp cú. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Thượng tọa Tề Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Đại Đức Tề Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Nãy giờ chúng ta đã nghe Hòa Thượng Tề Siêu chia sẻ về hai cái câu pháp cú, về sống như thế nào để gọi là không dễ vui, để có lợi lạc cho mình. Cái thứ hai, câu kệ thứ hai là nói đến cái đời sống chánh niệm thức tỉnh, để như là cái sự lợi lạc đó. Thì trước tiên chúng tôi xin được tiếp lời của Hòa Thượng Tề Siêu nói cái câu pháp cú câu trước đầu, câu pháp cú đầu nói đến cái đời sống không có dễ vui đấy. Thì nãy giờ chúng ta đã nghe Hòa Thượng Tề Siêu chia sẻ rất nhiều rồi. Bây giờ thì cái do rằng hôm nay Hòa Thượng Giác Đẳng bận đi điều lễ ở xa, cho nên Hòa Thượng không có soạn các cái câu thảo luận. Do vậy cái thời gian còn lại thì chúng tôi với lại Hòa Thượng Tòa Tề Quyền sẽ cùng nhau để chia sẻ tiếp hai cái câu pháp cú này. Thì trước tiên đó là chúng ta nói rằng với một cái người mà gọi là cái người có trí đó, ở trong Phật giáo đó, thì như chúng ta biết đó là cái người tự thức tỉnh được mình, biết được những cái điều mà mình không nên làm, cả về cái lời nói của mình, rồi hành động của mình và cái suy nghĩ của mình. Như vậy thì mình biết cái điều đó không nên làm mà mình tránh. Là nếu như nó là người trí thì thật sự là mình làm cái những cái gì được lợi lạc. Lợi lạc ở đây chúng ta không phải là nói lợi lạc theo cái nghĩa ở ngoài đời hay là nghĩa thông thường, mà cái nghĩa ở đây là đặc biệt, tức là mình làm sao được cái đời sống tu hành của mình có thể được tiến bộ, có thể đạt được cái sự tiến hóa ở trong cái đời sống tu tập của mình, đạt đến cái sự an tịnh. Như vậy được gọi là một cái người mà chúng ta gọi là cái người trí. Dạ, cái người trí. Chúng ta thấy một điều đó là nhiều khi chúng ta có những người đó có cái kiến thức ở bên ngoài rất là nhiều, rất là cao, học hàm học vị này như thế này thế nọ, nhưng mà rồi người ta cũng có những cái hành vi sai trái, hành vi phạm pháp, rồi hành vi này hành vi nọ, thì cuối cùng là họ bị tù tội, rồi họ cũng không sao tránh khỏi những cái quả báo ác xấu khác. Cho nên ở đây đó định nghĩa về cái người trí thì là một cái người biết thu thúc chính mình và biết làm lợi lạc cho chính mình, không làm tổn hại cho chính mình. Đó là điều cần thiết. Khi nãy chúng ta nghe Hòa Thượng Tề Siêu nói rằng
cái câu chuyện của Bà La Môn Thanh Anh Chân Ý đó. Thì ông Bà La Môn này đó, dù gì đi nữa thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói đó, có nghĩa là một người mà không phải vì cha vì mẹ mình mà mình tạo ác nghiệp để rồi mình đổ thừa rằng tại vì tôi nuôi cha tôi nuôi mẹ mà tôi tạo ra ác nghiệp. Ở đời đó thì người ta nói với nhau là có thể thông cảm được, nhưng mà còn nhiều nghề để mà mình làm. Có nhiều khi mình nuôi cha nuôi mẹ, mình sát hại sinh vật để kiếm lời nuôi cha kiếm mẹ, thì cái nghiệp đó, cái ác nghiệp mà chúng ta làm đó, thì đâu có cha mẹ nào lãnh thế cho chúng ta đâu. Nhiều khi rồi là mình không biết phần tự lợi đó, nãy chúng ta nghe đó, không biết phần tự lợi, tức là dù chúng ta có nuôi cha mẹ nuôi mẹ vì cái tâm báo hiếu của mình, việc đó là một việc, nhưng mà mình tạo cái ác nghiệp đó, thì cũng không ai gánh cho mình đâu. Cha mẹ cũng không đứng ra để nói rằng cái điều đó là để tha cho con tôi hay là này kia cũng không được, hay hoặc là để rồi cha mẹ gánh cái điều đó cho mình thì cũng không được. Cho nên ở đây nói là một cái người trí. Chúng tôi nghĩ rằng đời đời sống mà mình sống không có dễ vui á, thì phải nói rằng một cái đời sống rất là cao quý. Dạ. Bởi vì dễ vui ở đây có thể nói rằng là từ cái việc mà mình gọi là mình quên quên mình quên cái phận sự của mình. Cái phận sự của mình là một cái người đang biết tu. Dạ, đang biết tu. Dù chúng ta là những người cư sĩ hay là các cái bậc xuất gia cũng vậy. Tức là chúng ta đang hãy là cái người trí mà mình sống không có phóng dật hay là không có dễ vui. Thì cái không dễ vui ở đây tức là mình sống không có quên mình. Dạ, không có quên mình. Hay là nhiều khi nói rằng là mình quên mình là cái người tu, cho nên cái đời sống mình sống buông thả, sống phóng túng. Mà mình phóng túng ở đây đó thì mình tạo cái nghiệp bất thiện thôi. Cho nên là khi mà mình quên mình, không biết mình là người tu đó, cái đó đó là sống dễ vui. Bởi vì hẳn người tu á thì là mình biết sửa cho chính mình. Và nếu nói là không có dễ vui đó, thì mình không làm các cái việc ác ở trong đời sống, ngay cả cái suy nghĩ của mình, rồi cái lời nói của mình, rồi cái hành động của mình. Trong mỗi cái hành vi đó đó thì đều đưa đến cái khổ sầu cho mình và cho những người chung quanh. Ở đây đó, khi mà mình tạo ác nghiệp thì mình làm tổn thương đến với một cái đối tượng mà mình đang tạo đó, người ta cũng đã khổ đau rồi. Mình nói này nói kia đó bằng ác khẩu của mình thì người ta cũng đã khổ rồi, rồi bản thân của mình cũng khổ rồi. Hay hoặc là mình có hành động bất thiện á thì người khác cũng khổ với mình rồi, rồi là mình cũng bị cái quả khổ rồi. Rồi cái suy nghĩ mà làm tổn thương cho người khác đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là mình tổn thương mình trước, mình tổn thương mình trước. Tại vì mình dằn vặt cái tâm của mình, mình tham, mình sân si, hoặc là mình tà kiến, thì những cái biểu hiện đó là biểu hiện của cái người thiếu trí. Cho nên ở đây sống không dễ vui, không có phóng dật, không có dễ vui, là một đời sống có thức, như là một người trí, như là một người trí. Cũng có một cái câu pháp cú khác đó, thì Phật cũng có dạy đó là điều ác nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình,
kẻ ngu ác dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Đức Phật Ngài dạy cái người mà kém trí, cái người thiểu trí đó, là mình không biết cái gì để mà mình tránh, không biết cái gì mình nên làm. Cho nên là dù là mình tích lũy cái điều ác nhỏ thôi, điều ác đó tuy là nó nhỏ, nhưng mà rồi đó là mình cứ tích lũy hoài, lâu ngày thì mình sẽ thành một cái, mình có thể dễ dàng làm một cái điều ác lớn, cái điều ác lớn. Cho nên chính vì mỗi cái khắc, thời khắc đó đó, là những cái khoảnh khắc đó là mình sống dễ vui, không biết mình là như thế nào, không biết mình nên tránh cái gì và không biết mình nên làm cái gì. Ngược lại với cái bậc, cái người trí đó, thì người ta làm cái người điều thiện, ta làm cái điều thiện trong mọi thời khắc, dù là lời nói của họ nói thiện hay là cái hành động của họ là hành động thiện, rồi cái suy nghĩ của họ cũng là hành động thiện. Mình sở dĩ được giác ngộ là giờ mình có trau dồi tu tập, rồi sở dĩ mà mình được thanh tịnh an lạc là vì mình có trau dồi tu tập. Chứ còn nếu như mình không có trau dồi tu tập gì hết thì mình đâu có an lạc, mà mình cũng đâu có cái sự giải thoát như thế nào. Cho nên ngay cả những cái điều thiện dù là nhỏ thì Đức Phật Ngài cũng dạy cho chúng ta biết rằng điều thiện nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Cho nên cái bậc trí đó biết tạo những cái thiện sự cho chính mình, tạo cái thiện nghiệp cho chính mình. Bởi vì trong Phật, Phật Pháp đó, thì trong những lời mà chúng ta thấy rằng những lời dạy ở nguyên thủy nhất đó, thì chúng ta thấy rằng là Phật dạy chúng ta đó, là hãy nên nỗ lực lấy, nỗ lực lấy, tự mình xây cái hải đảo để mình tìm cái chỗ nương tựa cho chính mình. Bởi vì cái nương tựa đó, nương tựa ở đây á, là nương tựa bằng những cái thiện pháp, nương tựa bằng những cái thiện pháp. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng dù mình tu đó, thì làm sao nếu để làm một cái người mà thức tỉnh, thì ngoài những cái tránh xa những cái việc ác ra đó, thì mình cố gắng làm cái việc thiện, dù là việc thiện nó nhỏ thôi, nhưng mà mình cố gắng mình làm, mình tích lũy từ ngày này sang đến ngày tháng nọ, từ tháng nọ đến năm kia đó, chúng ta có cái sự tích lũy như vậy, thì lâu ngày chày tháng thì cái thiện pháp mình nó mới lớn mạnh được. Và ngay cả cái nghiệp bất thiện, dù việc ác nhỏ mình cũng đừng có xem thường, bởi vì cái xem thường đó là cái tính dễ vui đó. Xem thường cái ác nghiệp cũng là một cái tính dễ vui, mà xem thường cả cái thiện nghiệp mà trong đời sống hàng ngày thì cũng là một cái tính dễ vui, và mình bỏ quên cái phận sự của mình cũng là cái tính, cũng là một cái điều việc làm nó là dễ vui. Cho nên ở đây nó là không dễ vui, là bậc trí thường có sự thực hành như vậy. Chúng tôi có một cái suy nghĩ như thế này. Ví dụ dù là chúng ta sống như thế nào, ở trong một cái hoàn cảnh nào, thì mình ráng giữ cái đời sống tu tập cho chính mình. Bởi vì nếu như mà mình không có cái thứ nhất đó là mình cố gắng tránh xa các cái việc ác ở trong mọi cái suy nghĩ của mình, mình đừng có nghĩ quấy, đừng có nghĩ xấu, nghĩ mà ở như trong kinh gọi đó là để tham dẫn đầu mình, hay là để sân hận dẫn đầu mình, hay là để cái sự não hại quan trái dẫn đầu mình, thì cái đó nó không tốt, không tốt. Như vậy thì cả cái suy nghĩ của mình, lời nói của mình,
và cái hành động của mình phải chấn chỉnh để làm cho nó tốt, và phải thường xuyên thực hành những cái thiện pháp. Bởi vì ngoài cái việc tránh xa các nghiệp ác ấy, thì mình thực hành cái đời sống gọi là tu tập cho chính mình thì như thế nào nữa, thì để giữ cái nội tâm thật sự là an tịnh, thật sự là an tịnh. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng mình đã bao nhiêu kiếp luân hồi rồi, khi mà mình bị những cái luân hồi rồi, những cái tập khí bất thiện từ vô lượng kiếp đó, tham sân si nó nhiều, bây giờ là mình phải tập. Chúng tôi để ý rằng một điều đó là một ngày đó, chúng ta cứ xoay quanh ở trong cái dục tham, xoay quanh trong cái sân hận, xoay quanh trong cái não hại. Khi nói đến dục tham á, không phải là cái chuyện gì nó to tát, mình yêu thích cái gì đó đơn giản thôi, chứ không phải là để tới mình phải đi chiếm đoạt cái này cái kia gọi là dục tham không, mà là mình khởi lên những cái ý niệm bởi vì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm á, mình thấy những cái điều đó nó khả ái, khả lạc, khả hỷ, thì tâm của mình đã bị dục tham nó sanh khởi, tâm nó bị dục tham, cho nên là mình tránh, đừng để cho dục tham sanh khởi, tránh bằng với cách này cách kia đó, là giữ cái tâm của mình được an tịnh trong đời sống chánh niệm rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa đó là trong cái đời sống của mình thì cứ tập dần đi, tập dần. Mình cứ nghĩ cái gì đó thiện thì mình nghĩ, còn nghĩ gì đến pháp bất thiện, pháp xấu thì mình tránh, tránh, dành cái thời gian cho cái tâm của mình nó tập, cho mình đừng có bị thất niệm nha. Mình bị thất niệm nó cứ hoài hoài như vậy đó, nó thường xuyên như vậy đó, lâu ngày đó là mình khống chế nó không được, mình điều chế nó không được, mà có khi đó là chúng ta bị tán loạn ở trong cái hoàn cảnh này hoặc trong hoàn cảnh kia đó, thì cái đó là cái tai hại cho mình thôi, chứ không tai hại cho ai. Mình tai hại cho mình thôi. Để vì dù có mình có chạy đôn chạy đáo, mình lo cái này lo cái kia đó, nhưng mà cái tâm của mình không có được có cái sự an tịnh thì e rằng giờ phút lâm chung mình không có được an tịnh thì nó rất là nguy hại cho mình. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng để mà có một cái nhân duyên lành, mình gặp được chánh pháp là một cái điều cao quý rồi, thì mình ráng cố gắng hành trì, học hỏi và hành trì. Hành trì ở trong mọi cái thời điểm nào cũng vậy, mình phải luôn luôn hành trì, đi đứng nằm ngồi gì đó thì ráng cố gắng. Chúng tôi nghĩ đó như cái vốn cho chính mình. Mình có làm ông sư gì đi nữa, nhưng mà mình không tập cái tâm của mình á, hay là mình là một cái người cư sĩ bao nhiêu thời gian làm cư sĩ, làm Phật tử đi nữa đó, mà cái tâm của mình nó cứ chao đảo rồi là mình cứ phóng túng khoan dung, thì giờ khúc lâm chung mình cũng chẳng được có cái gì. Người ta chúng tôi nói cái đời đời sống tu hành á, nó dày dặn hay không á, nó dày dặn hay không là do cái nội tâm của mình, chứ không phải nói là bằng thời gian, không có đo bằng thời gian. Đến với Phật pháp này đó, đến với bằng cái sự niềm tin, đến bằng niềm tin, đến với Phật pháp này là đến bằng cái sự hiểu biết, đó là trí tuệ. Nhưng mà rồi đó là chúng ta tự chọn lọc cho mình, thấy rằng cái gì mình nên nên làm,
Đó cũng là trong những cái cách mà gọi là mình phòng hộ cho chính mình. Sợ rằng trong cái đời sống của mình có khi mình chởn mãn đi, đó là dễ vui đó. Chúng ta chởn mãn, chúng ta hờ ơ với cái phận sự của mình, thì những cái lúc đó đó là pháp bất thiện nó có thể dễ dàng sanh khởi. Mà sợ rằng đến giờ phút mà chúng ta nằm trên giường bệnh, rồi chúng ta đối diện trước sự chết, mà tâm mình không có một chút nào định tĩnh, rồi mình cũng không có một cái gì ấn tượng sâu sắc trong đời sống tu tập của mình, một cái gì để trở thành một cái ấn tượng sâu sắc trong thiện pháp á. Mình nhớ đến những cái điều thiện mình làm, mình suy tư điều thiện mình làm, hoặc là mình định tĩnh không tán loạn đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó thật sự là mang đến cái sự tai hại cho chúng ta rất là nhiều. Cho nên trong cái sự tinh tấn á, thì chúng tôi nghĩ rằng mình không có cái gì gọi là cái sự phòng hộ quý nhất là cái vốn có của chính mình, đó là tài sản quý nhất. Nhà cái vốn có của mình đó là giới hạnh mình có, đời sống chánh niệm của mình cũng có, rồi mình cũng có tạo trữ các cái công đức từ bố thí cúng dường cho đến cái việc mà cung kính, cho đến cái việc mà chúng ta lắng nghe Phật pháp, suy tư Phật pháp đó, chúng ta đã có những điều đó. Mà có điều đó để chi? Để cuối cùng là khi trong đời sống của chúng ta trước thì mình cũng biết rồi, mình bỏ cái thân này, cái thân này cũng là một hiện tượng tạm thời thôi. Có vị thì nói rằng là mình không cần phải nói là sống dài hay sống gì, nhưng mà mình sống thật sự là có ý nghĩa ở trong đời sống. Cũng như là có một cái câu pháp cú là Phật dạy đó, là dù mình sống 100 năm nhưng mà mình không rõ cái pháp sanh diệt, không bằng chỉ cần sống 1 ngày thôi, nhưng mà 1 ngày đó chúng ta hiểu rõ, chúng ta liễu ngộ được, chúng ta hiểu rõ được cái sự sanh diệt đó để chúng ta nhàm chán ly tham. Nhưng mà sự thật như vậy đó, thì cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó là để mà có những cái để mà có những cái điều mà chúng ta không có dính mắc đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ngay cả trong những cái suy nghĩ nho nhỏ thôi, trong một cái mãi mãi nho nhỏ thôi, mình đừng tập cho mình là đừng có bị dính mắc, thì cái đó mới thật sự là cái lớn mạnh ở trong thiện pháp. Và đó cũng là cái cách mà gọi là phòng hộ, hay hoặc là mình có tạo trữ các cái công đức thiện sự trong đời sống hàng ngày, mình xem đó như là một tài sản quý cho chính mình. Bởi vì giờ phút lâm chung thì chắc có lẽ là mình không đem theo được cái gì hết, chỉ có đem theo được có cái là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, quả của thiện nghiệp và quả của ác nghiệp. Mà quả của thiện nghiệp như là để nói là cái tâm mình không có bệnh hoạn, thiện là cái tâm mình không có bệnh hoạn, rồi cái tâm của mình là không có cái là an lành, rồi là mình không có lỗi lầm, không có bệnh hoạn, rồi là thiện nghiệp là nhân lành cho đến cái quả vui. Quả vui chúng ta chưa thật sự là hoàn toàn giải thoát, có lẽ là chúng ta cũng còn luân hồi, nhưng mà ít ra đó là cái thiện pháp mà chúng ta tạo hàng ngày nó trở thành một cái động lực, trở thành một cái sợi dây kết nối để rồi chúng ta sẽ dễ dàng hướng đến sự giải thoát. Điều đó nó phát xuất từ ở cái tâm nguyện của chính mình. Mình còn vướng mắc cái gì thì sẽ còn khổ lị cái đó. Và chính cái đó là cái khổ đau mà Đức Phật ngài nói rằng
cái tài sản quý nhất là thiện pháp trong đời sống hàng ngày, xem như là một cái sự cao quý nhất. Rồi mình có cái sự phòng hộ, bảo vệ cho chính mình. Mà bảo vệ ở đây đó là không ai bảo vệ bằng mình bảo vệ lấy mình. Cha mẹ cũng không bảo vệ, thầy tổ cũng không bảo vệ, Phật cũng không bảo vệ cho mình được. Mà chỉ có cái mình tự bảo vệ cho chính mình. Mà bảo vệ ở đây đó là chúng ta có cái sự tinh tấn. Tinh tấn trong mọi trường hợp, tinh tấn ngay cả trong cái suy nghĩ pháp bất thiện chưa sanh thì mình đừng cho nó khởi lên ở trong lòng của mình, trong tâm của mình. Rồi pháp thực bất thiện đã sanh rồi đó thì mình nên tìm cách để loại trừ nó ra, loại trừ nó ra, đừng để chứa chấp dù là một chút, dù là nhỏ nhoi chút xíu thôi cũng không nên. Bởi vì nếu mà nó tích tụ lâu ngày thì nó lớn mạnh lên nữa thì cái đó nó không tốt cho đời sống tu hành của mình. Và đặc biệt là chúng ta làm sao để tạo nên một cái thiện pháp ở trong đời sống của mình. Chúng ta hãy nhớ và thành những cái điều thiện, từ cái việc giữ giới, từ cái việc cung kính phục vụ, từ cái việc nghe pháp, rồi từ cái việc chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày đó. Chúng ta ráng tạo cái đó, vì cái đó là cái vốn liếng của chính mình. Cái vốn liếng của chính mình. Rồi khi mà mình có vốn liếng rồi, có những cái thiện pháp rồi, thì mình nên giữ cái thiện pháp mình đã có, đừng để mất. Ban đầu thì chúng ta dạt dào, chúng ta sôi nổi, rồi chúng ta nhiều cái lắm. Nhưng mà đến một thời gian nào rồi chúng ta thối thất, chúng ta chểnh mảng, rồi lơ là với cái thiện pháp. Thì giống như cái câu mà người ta nói là mình có thua bao nhiêu trận không biết, nhưng mà cái trận cuối cùng mình thắng thì thật sự là mình là mới là người thắng. Còn nếu như mà mình thắng bao nhiêu trận đầu mà trận cuối cùng mình thua, coi như là mình đã thua. Cái chung kết của một kiếp người đó, kiếp nhân sinh đó, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta là cái người biết tu đó, cái người biết tu đó, thì tự mình xây hòn đảo cho mình, hay là tự cái chỗ để tìm cái chỗ nương tựa cho chính mình. Như là câu pháp cú Phật dạy rằng attai attano natho cô nato baro siya attata hisudante na na thăng la phati đun la phan, chính ta tự nương tựa, nào ai khác cứu tinh, tự mình khéo điều phục, được cứu tinh khó được. Phật dạy như vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với bấy nhiêu lời ở trong cái câu pháp cú đầu, ở trong hai câu pháp cú này. Thì chúng tôi xin chia sẻ cái câu pháp cú đầu. Có lẽ là còn thời gian còn lại thì không biết là Thượng tọa Tị Quyền có trước máy không. Nếu có Thượng tọa Tị Quyền trước máy thì tỉnh Thượng tọa Quan Hỷ tiếp tục chia sẻ cái thời gian còn lại câu pháp cú số 2 trong hai bài kệ hôm nay. Kính thỉnh Thượng tọa. Cảm ơn Thượng tọa rất nhiều. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, Nam mô để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp của chúng tăng, kính lễ đến Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh, để Đức Chủ Trì, để Đức Tự Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng với chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì hôm nay chúng ta học cái câu pháp cú số 26-27 mà Thượng tọa Pháp Tăng vừa đã giảng về câu pháp cú số 26 và 27. Chớ lăng xả phóng túng, chớ nắm xa dục lạc không dễ vui, thiền định đạt được an lạc lớn. Có thể nói rằng một con đường luân hồi là một con đường chiều hệ lụy của vô minh và tham ái.
một con đường đường hệ lụy chạy theo ác ma, tâm bị dính mắc, tâm bị chấp thú, xem như là chúng ta đã rơi vào ma đạo. Nhưng ngược lại, không dễ vui thì đó là chính là một cái điều mà chúng ta đã thành tựu được tốt đẹp. Cũng như Pháp Quốc Kinh, nhiều Pháp Quốc Kinh khác cũng đã dạy rằng nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều, sống theo Pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng, hay là nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bực trí xe, đạo đức lục khó ngập tràn, là như thế. Bởi vì nếu như chúng ta thấy từ cái phóng túng đây tức là từ cái dễ vui, mà cái dễ vui đó chính là cái phóng dật. Mà nếu như người mà phóng dật, tức là si phóng dật xuất hiện, thì kéo theo tức là tham tật kiến ngã mạn, sân tật lẫn hối, vô tạp vô úy phóng dật, là đó, nó đi một group như vậy. Thì có thể nói rằng là thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể định tĩnh mà tu tập được. Chúng ta cứ suy nghĩ đi, nếu mà chúng ta an trú niệm đó, thì đó chính là có chánh niệm ở trong tâm, thì không bao giờ có thể bị cái ác pháp nó, tức là bị cái bất thiện nó ngự trị. Mà nếu như không bị bất thiện ngự trị thì thế là chúng ta sống trong thiện pháp. Bởi cái người tu thiền, cái hay một chỗ đó là cái gì, cái tâm phải giữ vững được cái tâm thiện đó, cái tâm không phóng dật lâu dài kìa. Và một cách cao cả hơn, cái tâm không phóng dật đó mà tham đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, là cái tham của cảnh, đối tượng cảnh. Nhưng cái tham ở trong lòng của chính chúng ta chính là những cái gì, chính là những cái chấp ngã, những cái bực bội, những cái khó chịu, những cái quẩn khúc ở trong lòng, hay là những cái bực bội khó chịu. Thì quả thật đây chính là một cái điều, nó mới là một vấn đề nữa. Nhiều khi á, chúng ta cho rằng chúng ta có một thời gian tu dài là chúng ta chặn đứng được cái phóng dật, chặn đứng được cái tham lam, cái sân hận, đúng. Chúng ta chỉ mới ngăn cái đó thôi, chúng ta chỉ mới ngăn nước thôi, chứ không phải là chúng ta đã diệt được, chứ chúng ta đã đuổi được hay là diệt trừ được, mà chúng ta mới chỉ ngăn nước. Rồi đến một khi nó có một cái gì đó mà nó lớn hơn, nó mạnh hơn, thì thế là chúng ta sẽ bị cái gì, sẽ bị bất lợi vô cùng. Đó chính là cái gì, khi mà chúng ta có thể không còn, khi mà chúng ta không còn còn tu thiền nữa, hoặc chúng ta dừng lại chút xíu đó, chúng ta không còn cái kiểm soát được đó, không có điều phục được đó, ngay lúc đó đó, thì tâm của chúng ta có thể rất là dễ dàng bực bội, khó chịu khi bị người ta nhìn, khi bị người ta nói, hay khi bị người ta phê phán, hay bị người ta làm cái chuyện gì mà mình bực bội, hay mình có thể chấp ngã chấp thủ của mình nó dễ khởi sanh. Hồi lúc hôm rằm chúng tôi có nói cho quý Phật tử nghe một điều á, thật ra cái đời sống tu á, ở cái đời sống nó rất dễ mà nó rất khó, nó dễ sao dễ tu lắm, vô rất khó, cái tức là kìm được cái đời sống tu của mình. Không phải là mình tu tích cực, mình tu phải nói là xuyên suốt gì ghê gớm lắm, nhưng mình tu làm sao mà mình nhìn, mà mình nghe, mình thấy, mình nói, mình cảm thấy nó nhẹ nhàng. Khi có sự tiếp nhận cũng vậy, khi người nói cho mình hay mình nói với người cũng vậy, cũng trong một cái sự kiểm soát. Chứ khi nghe một cái gì nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi, mà không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi. Nói như vậy có nghĩa rằng khi chúng ta bị tổn thương mà chúng ta biết đặt xuống, khi chúng ta bị tổn thương mà chúng ta không có sân hận, không có gây cái phản ứng lại đối với người, nên cái chỗ này đặc biệt lắm quý vị, không dễ dàng. Chúng ta tu gọi là đạo cao đức trọng là chỗ này, chỉ biết cái tha thứ, biết cái giận hờn, mình bực cái người đó nhưng mình vẫn tha thứ được người đó. Mình cảm thấy rằng cũng như đó, quý vị biết, nếu như quý vị biết người ta lợi dụng quý vị,
quý vị giúp người ta không? Nếu nói theo xu chiều thì chúng ta không giúp, nhưng nói ngược lại thì chúng ta giúp mà theo cái khả năng của mình. Biết họ lợi dụng, có nghĩa rằng nếu chúng ta cho rằng bây giờ tôi không bao giờ tôi chấp nhận ai lợi dụng tôi hết, nói vậy có nghĩa là chúng ta biết là mình nghĩ rằng nó nghĩ rằng mình ngu à. Ở đây sư chúng ta nói như vậy thì không đúng cái ý nghĩa của Phật pháp. Người ta lợi dụng mình không để người ta lợi dụng một cách quá đáng, nhưng chúng ta cũng chặn đứng cái tâm của mình, đừng có cảm thấy bị xúc phạm khi người ta lợi dụng mình, khi người ta qua mặt mình. Cái mà người ta qua mặt mình đó chính là chúng ta đã hướng tâm tới cái gì? Hướng tâm tới cái ngã chấp rồi. Mà như vậy thì rời xa thiền định, rời xa ý niệm của Phật pháp, cái điều đó nó đặc biệt lắm quý vị. Bởi vì tâm á, một cái tâm á mà không động không sầu nó hay lắm. Mà tâm không động không sầu này chính là cái tâm metta karuna mudita upekkha đặc biệt lắm. Cái tâm xả đó nó nhẹ nhàng và nó không có bị dính mắc, mà chúng ta đỡ phải đau khổ. Mà chính vì vậy cho nên chúng ta dễ dàng đạt được cái thiền định cao cả, hay đạt đến cái sự chứng thánh chứng quả. Đó là chính là cái gì, là chúng ta biết vượt qua. Chứ còn cái mà chúng ta vượt qua cái chuyện mà mắt với lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi nghe mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm vân vân, thì những cái điều đó mà vừa lòng khái khỉ khái lạc thì chúng ta dừng lại. Và cái khó chịu chúng ta kiểm soát ở trên cái đó, nó chỉ là hình thái, nó mang tính sinh động. Nhưng một cái hình thái mà nó nhẹ nhàng đơn giản từ trong tâm mình kìa, tức tác động mình mà nó có tác động mà hiển cảnh, nó cảnh lớn, cảnh hiển lộ rồi. Còn nó cái nó nhẹ nhàng, nó và chúng ta bị nhẹ nhàng, tức là chúng ta bị cái tật, cái lận, cái hối đó, hay chúng ta bị cái chấp thủ đó, nó rất là ghê gớm. Mà người tu nếu như trong cái giận hờn, bực bội, khó chịu, hay trong cái sự dính mắc không biết buông bỏ, cái đấm sai cứ chìm nghiễm ở trong đó, là chúng ta hết thuốc chữa. Ngay cả quý vị biết chúng ta hưởng thiền lạc một cách quá đáng thì cái thiền nó cũng sẽ rơi vào cái đấm sai trong cái dục lạc, dục lạc cao cấp. Bởi vì tại sao người ta dễ bị cái gì? Người ta dễ bị điên loạn, hay người ta dễ bị coi như là hơi coi như hơi tỉnh tỉnh như vậy? Bởi vì khi người ta ngồi thiền, người ta cảm thấy tâm nó mát mẻ, tâm nó vui vẻ và tâm nó phơi phới, tâm nó thơi thới phơi phới. Khi đó người ta cảm giác lạc thọ đó một cách quá đáng, thì nó rơi vào cái tham dục, nó rơi vào một cái dục lạc. Họ nào họ không hay, và thế đó là họ xa đi cái gì, thế là cái ấn chứng của thiền, hay là cái sự tĩnh lặng của thiền nó mất đi, cái cảm giác nó mất đi. Bởi vì khi mà có tham dục khởi lên thì kết quả của thiền nó sẽ mất liền. Cái định nó giảm thì các ấn chứng nó không còn nữa. Và bởi vì chúng ta thấy thân của vị ấy được một cái hỷ lạc nó phát sanh, mà nó tắm ướt, mà nó một cảm giác lạc thọ nó khởi sanh lên đó. Thì nếu như cái người tu tập mà có một cái sự điều phục đó, thì vị ấy vượt qua. Còn nếu không điều phục, ngay cả lúc đó chúng ta cũng chết, chúng ta cũng xa lầy trong sự tu tập đó. Nếu như không có cái sự điều phục, không có sự kiểm soát. Cho nên ở đây cái người tu cần phải có một sự tỉnh thức vô cùng lớn để chúng ta mới vượt qua được, chứ còn không dễ dàng. Và đúng như vậy đó, đối với cái Đức Phật luôn luôn dạy chớ cứ sống đời phóng dật, chớ say mê dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Như chúng ta thấy ở đây nè, không có thể nào mà chúng ta sống ở trong cái dục lạc như thế. Hay chúng ta rồi chúng ta học được những cái câu sau, tức là người nếu mà chúng ta tu tập được thì chúng ta xây cái lầu cao của trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng, vân vân. Những cái câu kinh phát cú như vậy để chúng ta thấy
cái giá trị của chánh niệm, của chánh định, hay của mà của cái sự thu thúc, của cái sự kiềm chế, của cái sự ngăn chặn các phiền não rất là quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta nếu chúng ta có cái tâm tu thì chúng ta thấy chỗ này nó mới là quan trọng. Bởi vì người có hay có người có lòng tạm lòng quý thì người ta mới ngăn chặn từ lúc đầu cơ. Chứ còn khi mà chúng ta đã, cũng như là khi mà chúng ta ngồi thiền, quý vị thử suy nghĩ nếu chúng ta ngồi thiền mà tự nhiên chúng thấy tâm chúng ta nó loạn, tâm chúng ta nó bị phóng dật, là chúng ta biết là tâm chúng ta chưa có chánh niệm, chưa có chánh định. Thì cũng vậy, bắt đầu chúng ta phải quay lại tập đó, tập cho tâm của nó không phóng dật, tâm nó phải ghi nhận. Chứ còn nếu mà tôi ngồi thiền không được, tại sao không được? Bởi vì mình không chịu ngồi. Chứ sự thật ra bây giờ hít vào, biết mình hít vào, thở ra, biết mình thở ra, chúng ta đang có ghi nhận, mới có cái niệm, cái sự ghi nhớ. Chúng ta nhớ đó mới chỉ là sự ghi nhớ chứ không phải là chánh niệm. Chúng ta hay nhân danh hay ăn gian cho nó, mới cái niệm là cái sự ghi nhớ thôi. Còn cái chánh niệm mà nó xuất hiện, cái này khó, trong cái chuyện đơn giản mới chỉ là ghi nhận thôi. Ghi nhận cái sự thở ra thở vào và ở mình định trụ tại chỗ đó, có cái niệm, sự ghi nhớ, cứ ghi nhớ hoài như vậy, và tâm của mình nó thật sự yên lặng, tức là giới phần của mình lúc đó nó xuất hiện. Chứ không phải là mình, chính chúng ta trước khi đó chúng ta phải có giới phần. Rồi trong khi chúng ta niệm ra, thở vào điểm đó, ghi nhớ đó, thì nó mới hỗ trợ được. Và chính nó hỗ trợ như vậy, thì chúng ta mới ghi nhận được. À, chúng ta hít vào, biết chúng ta hít vào, thở ra biết, ghi nhận như vậy. Và cái niệm nó giữ như vậy, để cho, cái gì? Chúng ta mới nhìn thấy nó rõ ràng là, à, thì ra, cái đời sống của tất cả nó dựa vào cái hơi thở này, nó thở ra thở vào này, cái hơi thở sanh lên và cái hơi thở chấm dứt, và chúng ta cứ thở mãi, tức là nó sanh diệt của hơi thở, tức là đời sống này là một đời sống sanh diệt bằng một cái niệm ghi nhớ. Và ngay khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì thế là chánh niệm khởi sanh lên. Mà nếu như cái chánh niệm đó mà nó học trong tâm đạo siêu thế thì như thế đó chúng ta mới chứng đạo chứng quả tu đồ quả. Không có bình thường mình ngồi mình cũng niệm, rồi mình nói tu hồi tôi có chánh niệm, trà dữ dằn ha. Nếu mà có chánh niệm khi đó nó vững vàng rồi đó, rồi chúng ta mới có cái là sao mới chay nhá được. Nếu chúng ta đọc kỹ lại đi thì thường chúng ta chỉ có cái niệm chứ chúng ta chưa chắc có chánh niệm. Mà có cái niệm cũng là tốt, của cái sự ghi nhớ, mà cái niệm như vậy là xấu, niệm là xấu tình hảo, tức phối hợp với thiện, thì đây chính là tâm tốt. Tâm nó đi với cặp tâm tốt, mà tâm tốt đó chính là cho cái quả vui, cho cái quả an lạc ở trong hiện tại cũng như tương lai. Có thể nói rằng cái tâm con người mình đừng có nghĩ rằng khi nào như các sư tu thì nó phải đúng gì nghe, phải giữ tâm chánh niệm nghe. Tất cả chúng ta khởi tâm phóng dật, khởi tâm bất thiện là quả bất thiện. Người tu hay người không tu gì cũng như thế. Mà người xuất gia hay người tại gia gì cũng như thế. Đây là cái điều mà chẳng qua Đức Phật ngày lấy chư tăng ni, các vị tăng, các vị ni của ngày xưa đó là một đối tượng để ngài giảng thuyết. Nhưng cái lời kinh này, những cái lời dạy này là cho tâm tư của tất cả chúng sinh. Chớ lăng xả phóng túng, chớ tâm sai dục lạc, không dễ vô thiền định đạt được an lạc lớn. Thì ở đây thí dụ như vậy, tất cả chúng ta tu là chúng ta có kết quả, chứ không phải là một người Phật tử, hay không phải là một người xuất gia, không phải là người tại gia cư sĩ, mà một cái người đó chưa có quy y đi, nhưng người ta vào, người ta cảm thấy an trú ở trong cái niệm đó, ở trong cái chánh niệm đó, hay trong cái niệm đó, nó cũng khởi sanh đó quý vị. Và từ chỗ đó người ta mới cảm thấy, à, thật là hạnh phúc thay, thì vậy mới quy y Đức Phật,
mới xin Đức Phật quy y. Trong cái tâm nó cái gì? Cái tâm nó mát mẻ, trong cái tâm nó thanh tịnh, trong cái tâm nó nhẹ nhàng. Hay là chúng ta nhớ có những cái thời pháp khi chúng ta nghe nghe một vị giảng sư thuyết mà hữu duyên với mình, thì tự nhiên một cái niềm tin hay cái niềm phấn khích, cái niềm hoan hỷ nó tột độ, mà chúng ta cảm thấy cái giá trị của giáo pháp đó, nó là một cái món ăn, nó là một cái cơn mưa rào, nó là một cơn giải khát cho chúng ta, và chúng ta cảm thấy nếm được một cái pháp lạc, tuy là chúng ta chưa chứng đắc nhưng chúng ta cảm thấy nó rất là hoan hỷ khi cái duyên của Phật pháp chúng ta đã tới, cái duyên tri kiến của chúng ta có. Nếu quý vị biết, có nhiều Phật tử cấm con cháu đi chùa. Chứ cứ con cháu đi chùa hoài, chứ nghe pháp đi học đạo hoài, cũng tức đi theo dõi coi như thế nào vô, chắc bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà nó mê mấy thầy mấy ông sư đi vô. Nhưng khi mà những người cha những người mẹ đã đi vô thì bắt đầu từ từ bắt đầu hiểu đạo luôn. Anh cũng có nhiều cái duyên lạ lắm. Thì tự nhiên họ vô thì nhờ cái nhân họ tới đó là nhân bất thiện như trợ cho thiện. Khi họ đến họ gặp cảnh thì họ gặp cái cảnh thiện đó, cái họ bắt được cái cảnh thiện, thì bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên như vậy đó. Và đầu tiên họ bực bội, có nhiều Phật tử như vậy. Thì có nhiều người con nghĩ cha mẹ, ủa sao cha mẹ đi chùa làm gì mà sao về sao đổi tay như thế này thế kia, mà sao lạ quá. Họ cũng đến chùa, họ cũng cảm thấy họ cũng được cái nguồn pháp lạc, họ hoan hỷ. Thế cũng nhiều cái nhân duyên nó lạ lắm. Thì ở đây chúng ta thấy, nếu như chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta hiểu biết được đúng khi nào đúng, khi nào sai, khi nào là dễ vui, khi nào là phóng dật, khi nào là mê sai, khi nào là thiền định và khi nào là chúng ta dừng lại. Chúng ta phải tập có một cái cách tu, lập cho mình một cách tu, lập cho mình một cái con đường tu, lập cho mình một cái mà hình như nãy chúng ta đã nghe từ có tân giảng đó, tức là tự mình xây cho mình cái hải đảo thì nước lụt sẽ khó cái ngập tràn, cũng là pháp cứu kinh đó. Bậc trí xây tự mình xây hải đảo, nước lụt khó ngập tràn thì cũng vậy đó, tức là chúng ta tự xây cho mình một cái gì, và chính ta là nơi nương tựa của ta thôi. Chính chúng ta là nơi thương chúng ta nhất, không ai thương chúng ta bằng chính chúng ta. Nếu chúng ta không thương mình thì không ai thương mình. Và trong công cuộc tử sinh này, một mình đi vào cuộc đời luân hồi thì cũng một mình chịu trách nhiệm đó. Chẳng qua hữu duyên ở cuộc đời này kết nên vợ chồng con cái, ông bà cha mẹ, sư thầy đệ tử gì đó, nhưng cái đó là cuộc hội ngộ trong quán trọ cuộc đời này. Nhưng rồi tất cả chúng ta một mình cũng ra đi, đến đây một mình, rồi cũng ra đi một mình, đến không cùng ai thì ra đi cũng không cùng ai. Mà dẫu cho có chết cùng nhau thì cũng sanh tử cũng khác nơi khác chốn, chứ không phải cùng sanh tử vào chốn đó đâu. Phải như vậy, tùy theo nghiệp duyên của mình. Dạ. Nếu như chúng ta sống nó lăn xả trong phóng dật, tắm sai trong các dục vật mà chúng ta không có kiềm chế đó thì chúng ta sẽ đau khổ. Còn nếu như chúng ta sống mà chúng ta thiết lập một con đường tu tập thì xem như chúng ta đã xây dựng một hải đảo, chúng ta tạo lập cái hành trang cho chính mình ra đi. Và nói hành trang của chính mình đó là những thiện nghiệp, những thiện sự mới gọi là hành trang. Bởi vì cho nên đó, cái sự tu tập đó, nó là một sự cần thiết. Rồi đây tất cả chúng ta có hành trang hay không, đó là giờ phút cuối cùng. Cái hành trang đó là những thiện sự, hành trang đó là những cái vô cầu vô chấp, hành trang đó là chính là cái bớt sân hận, bớt chấp thủ, bớt nóng giận và bớt hoặc bớt lo ngoại cảnh mà biết quay về nội tại của chính mình. Khi nào quay về nội tại của chính mình tức là mình biết thương mình. Mình quay về, mình biết thương mình thì đó chính là chúng ta có một sự kiểm soát. Chứ thật ra cứ hết lo cho con rồi lo cho cháu,
rồi quên lo cho mình, rồi mình ra đi. Và nghĩ rằng con cháu nó sẽ lo cho mình cũng chưa chắc. Rồi bây giờ có những người có con có cháu lo được cho mình cũng lo lại cho con cho cháu. Sao mà cả cuộc đời nợ trần ai nhiều quá. Có một số bà đi chùa, cái sao thấy vắng lâu lâu, sao hôm nay sự vắng cái kỳ vậy, bạch sư con bận quá, không ở nhà có mấy đứa cháu nó quấy rối cùng quá. Cái họ quấy rối hay là tự mình quấy rối, nên là sẽ nói vậy là sao, có nghĩa là bởi vì thương nó quá cho nên đi không được gì, thì cứ im lặng. Bởi vì sao? Sự thật ra bây giờ những người con có một á, là gửi nhà trẻ, mà gửi nhà trẻ mà nếu như nó còn nhỏ quá đó, nó không an toàn, thôi nhà có bà cháu, rồi bà cũng giữ gìn nó, rồi dạy nó được cái gì dạy nó theo bà. Quý vị biết cho đến khi có những đứa trẻ đó nó theo bà, nó quên mẹ quên bố luôn, quên ba nó, ba mẹ nó, thì chúng ta thấy cái con người nó bị cái gì, bị nô lệ, nó bị chấp thú. À, con mình bây giờ tới cháu mà cái sự thương yêu đó, nhưng họ không bao giờ biết phải lo cho mình. Chúng tôi cũng khéo nhắc đó, nếu như một những người Phật tử nó thuận dòng là cha mẹ và các con đi, chúng tôi cũng nói nó hỏi đó, cũng nên dành cho cha mẹ một chút xíu cái thời gian, chứ cha mẹ sống như mình không còn cái gì nữa, đừng có quá là làm cho cha mẹ làm cái ưu xin thứ hai của mình thì tội nghiệp. Thay vì cái gì tốn ít tiền mà để cho cha mẹ có tự do, để cha mẹ có thể làm các công đức, thì đó cũng là một sự báo ơn. Chứ không có gì, đừng có nghĩ rằng nhờ bố nhờ ba nhờ mẹ mà lo cho các con các cháu, đó chính là chúng ta đã cản trở, đó chúng ta gây phiền cho người thân của chúng ta. Thì ở đây chúng thưa quý vị, với cái tuổi già, với cái tuổi mà chuẩn bị mà ra đi, ai cũng ít có bao giờ mà biết. Hay hoặc là các bà các ông mà có đi gọi là cũng nghĩ rằng thôi kệ, cũng lượm lặt được một chút gì đi thì đó cũng là đỡ. Nhưng còn nếu như chúng ta quên đi thì quả thật là giờ phút cuối cùng trong cuộc đời này mà thật sự xác định được tuổi già của mình, mà nó thật sự không có phải bị chết sớm hơn, thì đó cũng là những người nếu biết buông bỏ để chúng ta có một sự an trú, để chúng ta có một sự tu tập, thì điều này rất là quý. Khi mà thường thuyết giảng ở các cái nơi mà có cho xuất gia vô duyên, hay là các vị lớn tuổi xuất gia khi nói cho người ta nghe cái chuyện này, quý vị nhớ, quý vị có thể bỏ những cái gia đình hay bỏ những cái tài sản của mình đi. Có chừng nhiều khi quý vị vào đây tu thì tự nhiên quý vị bị dính mắc những cái khác đó. Dính mắc cái gì? Dính mắc cái hộp sữa, cái bịch đường, cái được, cái không, cái có của mình. Thì đó chính là chúng ta đã quên đi rồi, quên đi cái mục đích ban đầu của mình. Cho nên vì vậy cái sự tu tập thì dầu cho là có người xuất gia hay không xuất gia, người đời người đạo gì đó, thì ai biết điều phục thì nước lụt khó ngập tràn, ai biết gìn giữ cái tâm mình thì mưa không thấm dột, như mái nhà khéo lợp mưa không thể thấm dột, cũng vậy tâm khéo tu khéo điều phục thì vì ấy đạt được cái kết quả lớn, cái sự an lạc lớn ở trong cuộc đời này. Đó cũng vậy đó quý vị, đường sinh tử hầu mấy nó giữ rồi, không ai có thể giúp cho ai đâu. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, như vậy quả thật như vậy. Rồi chúng ta cũng không phải nhìn người được, mà chúng ta quay về nhìn mình. Bởi vì mình tự tạo, mình tạo cái điều thiện, điều ác, điều tốt, điều xấu gì là do chính mình, chứ không có do ai xui khiến mình, cũng không do ai hành phạt mình, cũng không do ai mà làm cho mình cả, mà chính tự chúng ta tạo thiện, tạo ác, tạo tốt, tạo xấu để cho chính mình thôi. Bởi vậy cho nên nếu chúng ta biết quý trọng, thì chúng ta biết quý trọng cái gì? Sức khỏe, thời gian, tuổi tác và điều kiện thuận. Ngay khi chúng ta có đủ điều kiện, đủ tứ chi, đủ cái điều kiện sức khỏe và một phần của điều kiện vật chất để chúng ta có thể tu được,
mà chúng ta bỏ nó đi thì quả thật là quá là uổng tiếc cho chúng ta như vậy. Rồi đây tất cả tiền của tài sản danh vọng sự nghiệp gì để lại hết. Bởi vì hơi thở vừa chấm dứt thì việc đời cũng chấm dứt. Nào của cải, vợ chồng, con cái, tiền bạc nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Nếu như chúng ta phóng túng, chúng ta dễ vui thì nắm tay không. Nếu như chúng ta không dễ vui mà chúng ta biết tu tập thiền định, biết bố thí, biết trì giới, biết tu thiến, hay chúng ta hướng tâm để tu tập thì chúng ta được một phần an lạc trong hiện tại này, cũng như là chúng ta có thể nhân lành đó chúng ta sanh về các cảnh thiên giới để tiếp tục chúng ta tu tập. Đây là một điều rất là quan trọng. Ai không phóng dật, ai không phóng túng, chúng ta đừng có buông xuôi theo cuộc đời, biết kiểm soát nó, thì người ấy có lối về, có đường đi ở trong tương lai là như thế. Chương trình sinh hoạt của Rung Phật Pháp Quốc Thích Tham Ma đến đây cũng đã vừa với cái thời gian. Kính cảm niệm công đức Chư Tôn Đức Tăng Quý Ngài vào Rung để thuyết giảng và thảo luận chương trình. Xin kính đảnh lễ và cảm niệm công đức của Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Xin hẹn gặp vào chương trình ngày mai như giờ thường lệ. Dạ. Kính cảm ơn công đức của Chư Tôn Đức Tăng và kính chào toàn thể đại chúng. Mong quý vị, kính chúc quý vị và quý ngài một ngày an lành, một đêm an lành. Và mời chi chúng hôm nay lên để kinh hoàn mãn và kết thúc chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thường tập tự quyền là từ bi điểm khuyết cho ngài hòa thượng Giác Đẳng buổi giờ cuối này. Dạ, con kính tri ân để đức tự tri cùng đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi.